Bà con cùng quý khán giả thân mến, ở chương trình kỳ trước, kênh Nông nghiệp Kết nối do công ty An Phát Nông tài trợ đã chia sẻ đến nhà vườn về giải pháp xử lý ra hoa cho cây sầu riêng. Đến hôm nay, tất cả các vườn sầu riêng của bà con mình đã lúa mắt cua một cách tốt đẹp. Hiệu quả mang lại cho nhà nông qua các giải pháp kỹ thuật chính là niềm hạnh phúc của những người thực hiện chuyên mục Nông nghiệp Kết nối chúng tôi. Hôm nay, mời quý khán giả cùng bà con sẽ tiếp tục đồng hành với chương trình qua đoạn phóng sự chăm sóc sầu riêng giai đoạn mang hoa, để hiểu rõ hơn về cách tưới nước, bón phân, cách ủi mắt cua, tỉa bông trên cành thật hợp lý và khoa học. Những vấn đề cần thực hiện sẽ được chuyên viên kỹ thuật cây ăn trái, anh Nguyễn Thanh Triều thông tin cho bà con ngay sau đây. Thưa bà con, thì cái cây sầu riêng của mình thì nó bắt đầu là nó nhú mắt cua. Thì chúng ta thấy tầm khoảng 15-20% thì chúng ta bắt đầu tiến hành cho vô cái dinh dưỡng. Thì dinh dưỡng ở đây là bà con bón gốc cái sản phẩm là phân cái hàm lượng ca đạm cao, thí dụ như là 30-10 hoặc 20-10 cộng với cái nhóm humic mà để mình rải ở dưới để kích đi theo cái bộ rễ, đồng thời cung cấp cái dinh dưỡng. Ở trên thì mình phun cái sản phẩm là supercat cộng với cái 30-10 phun trên lá. Thì chúng ta phun như vậy là để hỗ trợ luyện phân ở dưới, và chúng ta hỗ trợ cái phân bón ở trên lá ở trên thì cái cây nó tập trung ra mắt cua được sáng hơn. Và sau khi cái cây chúng ta lú mắt cua thì chúng ta cái mắt cua nó lú ra gỗ rồi thì chúng ta tiến hành là chọn những chùm bông, có nghĩa là mắt cua nó hình thành cái bông rồi thì chúng ta chọn những cái chùm bông nào để chúng ta quyết định là để cái chùm bông nó sẽ cho trái sau này. Tưới nước cho cây sầu riêng sau khi ra mắt cua, bà con cần tưới đủ ẩm, tránh tưới quá nhiều nước sẽ làm cho cây bị sốc dẫn đến rụng mắt cua. Bên cạnh đó, phải giữ ẩm, không để cây sầu riêng khô gốc. Độ ẩm cảm quan phù hợp cho cây là khi nhà vườn đi chân không sẽ thấy mát rượi bàn chân. Song song với việc tưới nước là cách bón phân cho cây sầu riêng. Ở thao tác này, cần thiết bổ sung dinh dưỡng để kéo dài phát hoa, cũng như giúp cây ra đọt non. Để đến giai đoạn trái sầu riêng được hình thành, cũng là lúc đọt non chuyển già, có thể nuôi trái được tốt hơn. Thì thưa bà con, cái cây sầu riêng thì nó khác với những cái cây ăn trái khác. Có nghĩa là cái lúc mà chúng ta bắt đầu cho nó lú mắt cua thì nó phải cho nó bằng mọi cách chúng ta phải kéo đọt. Bây giờ cái hoa sầu riêng thì từ lúc ra mắt cua đến cái lúc mà nó nở sổ nhị thì nó tầm khoảng 2 tháng 55 ngày đến 60 ngày. Đó, thì nếu mà chúng ta cho ra đọt cái giai đoạn này thì nó tới cái lúc mà 55-60 ngày cây đọt vừa chuyển lụa già thì cái cây nó sẽ không có ra đọt nữa. Thì không ra đọt thì cái bông chúng ta đậu được tốt hơn. Cây sầu riêng, đặc biệt là trên cái giống mẫn thon, nếu bà con nào mà có trồng sầu riêng rồi đó thì nếu mà thấy chúng ta mà cái lúc bông nở, cái lúc xả nhị đó mà nó xì đọt thì nó rụng dường như tầm khoảng có 90% ăn lên. Thì chúng ta can thiệp nó từ lúc đầu, có nghĩa là vô phân dinh dưỡng chúng ta tác động cho nó ra đọt cùng một lúc với mắt cua với bông. Mắt cua rồi sau chuyển sang bông tới bông xả nhị thì nó sẽ cái đọt nó ra cùng một lượt, thì chúng ta hiệu quả nó sẽ rất là cao đối với cái quá trình đậu trái của cái cây. Thì trong cái quá trình này thì mình cũng không quên là dùng những cái sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật để chúng ta can thiệp vào giai đoạn này. Cái giai đoạn mắt cua thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm là cái nano kẽm 700 cộng với supercat. Hai cái sản phẩm này nó sẽ giúp cái cây sầu riêng nó ra hoa được gỗ hơn, đồng thời nó cung cấp cái chung quy lượng thì cho cái cây chúng ta nó sau này nó thụ phấn được tốt hơn. Bà con nhà vườn mới trồng hay có suy nghĩ là để bông càng nhiều càng tốt, mà vô tình sẽ làm giảm chất lượng của bông và làm giảm khả năng đậu trái sau này. Ở các nhà vườn kinh nghiệm sẽ hiểu rằng, mặc dù ra nhiều bông, nhưng bình quân thì cây 4 năm tuổi để từ 25 đến 30 trái là tốt nhất. Do đó, việc tỉa bông ngay từ đầu, chừa lại số bông phù hợp ở vị trí thích hợp sẽ là cách tốt nhất để bông nào cũng mập khỏe, chắc đậu và không lo bị rụng. Thưa bà con, thì cái cách tỉa hoa sầu riêng thì mình có hai bước. Bước đầu tiên là lúc cái hoa sầu riêng nó ra khoảng có 5 phân thì chúng ta phủi bỏ những nguyên cả chùm bông mà chúng ta không có để trái, quyết định bỏ chùm bông đó thì chúng ta lãi hết, chúng ta lãi phủi hết cái những chùm bông đó đi. Cái bước thứ hai là có nghĩa là tỉa bông trên một chùm, có nghĩa là cái chùm bông tôi quyết định để trái nhưng mà trên cái sầu riêng thì nó chỗ một chùm bông rất là nhiều bông mà con, thì chúng ta nên lãi bỏ những cái hoa mà nó giống người ta nó kêu một ba chia đó, có nghĩa là nó xè ra ba cạnh thì chúng ta tỉa bỏ bớt, có nghĩa là ta tỉa một hai hoa cặp cạnh đó đi, chừa lại khoảng hai hoa thẳng đứng chiều xuống thôi. Như vậy là trên cái chùm hoa chúng ta có thể để 5-6 hoa thôi, có nghĩa là trên cái chùm hoa nó dài chục hoa cũng vậy mà con, để 5-6 hoa thôi, đằng sau này chúng ta để 1-2 trái trên một chùm là nó đạt.
Thường thì cây sầu riêng á, thì nó chỗ bông là từ trong thân ra, nhưng mà chúng ta hết sức lưu ý là để những cái trái mà cho nó đạt, hoặc là sau này chúng ta nhẹ cách nó chống, hay là mình để mình chằn dây đi, thì chúng ta để cách từ cái thân mẹ trở ra là khoảng 1 mét. Chúng ta để thí dụ một cái nhánh gì để 5 trái thì ta sẽ để đi đó là khoảng 6-7 chùm hoa thôi. Còn những chùm hoa mà nó xỏ ngang hông hoặc là nó nằm phía trên thì chúng ta hoàn toàn phủi hết, chúng ta chừa lại 4-5 chùm hoa gì đó, tùy theo cái số lượng trái mà bà con quyết định để, thì chúng ta sẽ để cái chùm hoa cho nó tích hợp. Thường cái cây sầu riêng thì để cái năng suất mà nó tạm gọi là chuẩn đó bà con, thì tùy theo cái dinh dưỡng bà con sẽ đưa vào cái cây chúng ta quyết định để bao nhiêu trái. Nhưng mà cái đây là thí dụ là cái cây sầu riêng 4 năm đi, bà con để trung bình nó tầm khoảng cả 25-30 trái. Như vậy là cái cây sầu riêng đó là những cây sầu riêng nó đạt chuẩn để trái không con. Còn những cây sầu riêng mà nó hơi si hoặc là hơi nhỏ tàn một tí, nhưng mà nó 4 năm nhưng mà nó nhỏ hơn, thì chúng ta có thể từ để 5-10 trái gì đó, tùy theo cái cảm quan bà con là sẽ đưa vào đây bao nhiêu dinh dưỡng để nuôi nổi cái số trái này. Cái một cái lưu ý đó đối với bà con là cây sầu riêng nó nuôi trái là nó nuôi giống như là đến giọt máu cuối cùng đúng không? Bà con để trái quá trời nhiều thì đến lúc cắt trái thì cây sầu riêng nó sẽ si dẫn đến chết. Khuyên bà con nên để những cái trái là cho nó thích hợp với cái độ tuổi của cây và cái số lượng trái, để chúng ta khỏi phải săn sóc cũng như là hao cái cây sau khi thu hoạch. Song song với việc tưới nước, bổ sung dinh dưỡng và tỉa hoa là việc quản lý sâu bệnh ở giai đoạn này. Thời tiết thay đổi liên tục dễ làm phát sinh bệnh tán thư, nấm hồng, và mùi hương của hoa sầu riêng sẽ hấp dẫn sâu rầy gây hại. Sâu ăn bông, bọ chỉ, rầy xanh và hiện tượng khô bông do tán thư là những đối tượng phổ biến ở giai đoạn này. Bà con cần thiết xử lý để bảo vệ những bông sầu riêng sau khi đã tỉa, nếu không sẽ ảnh hưởng rất lớn đến giai đoạn sau. Thưa bà con, cái đặc biệt là cái khu vực đồng bằng sông Cửu Long chúng ta thì xử lý cái sầu riêng sớm hơn vụ một tháng hoặc là sau cái vụ chính vụ 1 tháng thì nó sẽ rơi vào cái tiết tháng 11 đến tháng 12 âm dương lịch, cũng như là cái tiết Noel đó. Thời tiết se lạnh như vậy thì nhất là những cây sầu riêng mà bắt đầu lú mắt cua cũng như là nó nở bông chuẩn bị xả nhị, thì bà con hết sức lưu ý là cái thứ nhất là cái tháng thư, cái thứ hai nữa là bệnh phấn trắng. Hai cái bệnh này nó sẽ làm cho cái cây sầu riêng chúng ta nó tổn hại đến cái mắt cua, cũng như là những cái bông mới xả nhị xong thì cái trái non nó còn rất là non, nó rất là mẫn cảm. Và đồng thời thì cái mùi cái hoa sầu riêng đó bà con rất là đặc trưng, mà đặc biệt là cái bông sầu riêng nó nở thì bắt đầu từ 5-6 giờ chiều, nó nở đến 9 giờ tối là nó nở, cái đó là nó nở gỗ nhất, thì nó thu hút những cái con trùng, ví dụ như những con bướm đêm này nọ đó, nó lại thì nó sẽ đẻ lên những ổ trứng lên những cái chùm hoa. Thì chúng ta có cách phòng trừ rất là hữu hiệu thì trên cái tháng thư bà con sử dụng cái sản phẩm là cái chai nano kẽm, chúng ta phối hợp với cái sản phẩm Gold Super. Nhưng mà cái Gold Super là cái sản phẩm để đặc trị cái phấn trắng và cái nấm hồng và cái phấn trắng đúng không? Nhưng mà cái giai đoạn này thì bà con nên phối lưu ý cho là cái gói Gold Super chúng ta pha 50 lít nước. Nhớ bà con 50 lít nước cộng với cái nano kẽm chúng ta thì sẽ phối hợp hai cái sản phẩm này thì nó sẽ phòng trừ được cái tháng thư cũng như cái phấn trắng rất là hữu hiệu. Và chúng ta trừ đi cái con sâu lông cũng như là con bọ chỉ, con gầy mềm ở trên cái hoa sầu riêng, thì chúng ta nên dùng cái sản phẩm gồng lửa, chúng ta phun đúng như cái liều khuyến cáo hoặc là ít hơn cái liều khuyến cáo 1/3, thì chúng ta phun định kỳ là nó đã phòng trừ được cái đối tượng này rồi. Thì nữa, hai chùm bông này chúng ta cho 2 trái hoặc là 3 trái. Qua những thông tin vừa rồi, chắc chắn sẽ giúp cho nhà vườn có nhiều kinh nghiệm trong việc chăm sóc sầu riêng giai đoạn sau mắt cua. Hy vọng với những giải pháp bổ sung dinh dưỡng, kỹ thuật tỉa bông và quản lý sâu bệnh sẽ được bà con ứng dụng có hiệu quả cho vườn sầu riêng nhà mình. Hẹn gặp lại bà con ở phóng sự kỳ sau với chủ đề chăm sóc sầu riêng giai đoạn sổ nhụy, trái non. Chúc bà con có nhiều niềm vui trong canh tác.